Cảnh báo 3 sai lầm khi nấu mì tôm ăn liền, phá hủy gan thận mà bà con nhất định phải biết. Bà con thân mến, ngày nay thì cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên bận rộn, vì thế mà không phải ai cũng có thời gian để vào bếp nấu nướng các bữa ăn cho cả gia đình của mình. Do đó mà mì gói ra đời đã trở thành một món ăn cứu cánh cho rất nhiều bà nội trợ. Rất nhiều người chọn ăn sáng, ăn trưa và cả ăn tối bằng mì gói vì giá thành rẻ, dễ chế biến và cực kỳ dễ ăn. Đặc biệt, mì gói còn là món ăn cứu cánh của nhiều sinh viên vào những ngày cuối tháng. Mì tôm là món ăn được nhiều người ưa chuộng, không chỉ vì nó ngon miệng mà còn chế biến rất nhanh gọn. Tuy nhiên thì mì gói cũng là một thực phẩm rất nghèo giá trị dinh dưỡng và nếu được chế biến không đúng cách thì sẽ gây ra những tác hại đáng sợ cho sức khỏe. Chính vì thế mà ngày hôm nay thì An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ cho bà con 3 sai lầm nghiêm trọng khi nấu mì gói gây ung thư và phá hủy gan thận mà hầu hết bà con đều đang mắc phải. Thứ nhất, đó là ăn mì và sử dụng gói gia vị có sẵn trong gói mì. Thông thường khi nấu mì, bà con sẽ cho tất cả các gói gia vị có trong gói mì ăn liền vào một chiếc bát để nấu cùng với nước sôi. Trong gói mì tôm thường có gia vị và gói dầu. Gói dầu đó thường được làm từ dầu tinh luyện và các loại hương liệu giúp làm tăng gia vị đặc trưng của sản phẩm. Tuy nhiên thì gói nước sốt hay là gia vị đi kèm có chứa đến 90% chất béo. Những chất béo này thì không tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều thì sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến gan, làm cơ thể bị giữ nước và tăng huyết áp bởi chúng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và hàm lượng muối natri. Vì thế mà bà con nên vứt bỏ gói gia vị dầu này đi. Bên cạnh đó thì hầu hết các loại mì ăn liền hiện nay thường được chiên qua dầu chứ không hề sử dụng chất bảo quản để bảo quản. Tuy nhiên thì trong dầu lại có chất chống lên men thực phẩm. Loại chất có thể làm suy giảm chức năng sinh sản, gây bệnh gan và nhiễm sắc thể dị thường. Quá trình chế biến mì cũng tích tụ đến 20% chất béo không thể phân hủy hết. Vậy nên nếu không được chế biến đúng cách thì chúng sẽ vô tình trở thành các chất độc gây ung thư. Và thường thì thói quen chế biến mì nhanh nhất, đơn giản nhất là chúng ta cho mì vào nước sôi, cho đầy đủ gia vị vào nồi, rồi đun hoặc là úp mì khoảng 3 đến 5 phút là đem ra ăn. Đây là một cách làm không đúng bởi vì nó không thể loại bỏ hết tất cả các độc tố có trong gói mì. Vậy nên khi ăn vào sẽ gây rất nhiều các bệnh lý về đường tiêu hóa, ảnh hưởng đến chức năng của gan, thận và thậm chí là còn gây nên cả bệnh ung thư nữa. Sai lầm thứ hai là ăn mì tôm quá thường xuyên trong một thời gian dài. Mì tôm thì có giá thành rất là rẻ, dễ chế biến, lại có hương vị hấp dẫn nên được nhiều người yêu thích. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng việc dung nạp một lượng chất xơ và canxi phù hợp sẽ giúp cho bà con phòng chống được bệnh ung thư trực tràng. Tuy vậy thì mì tôm lại không phải là một loại thực phẩm mà bà con nên ăn một cách thường xuyên, đặc biệt là ăn thay các bữa chính trong ngày. Bởi vì thành phần của nó chủ yếu là tinh bột và rất ít chất xơ, vitamin, đạm, nhưng lại rất giàu carbon hydrate và chất béo bão hòa. Điều này thì không tốt cho sức khỏe của bà con. Nếu như ăn mì tôm trong một thời gian quá dài thì cơ thể do bị thiếu vitamin và canxi nên sẽ dễ bị ung thư trực tràng hơn. Mặt khác thì việc ăn nhiều mì tôm cũng làm cho bệnh táo bón thêm trầm trọng. Phần lưu lại thời gian dài trong đại tràng cũng là một yếu tố dẫn đến ung thư trực tràng. Ăn mì quá thường xuyên sẽ gây mất cân bằng dinh dưỡng, gây nóng trong người và nổi mụn nhọt. Ngoài ra thì thường xuyên dùng mì ăn liền, bà con có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như là cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ cao hơn là người bình thường. Nguyên nhân nằm ở thành phần chất béo có trong hầu hết các loại mì ăn liền hiện nay. Loại chất béo này là một trans fat và chất béo bão hòa, chúng vô cùng có hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người cao tuổi hay là người có tiền sử bệnh tim mạch. Chưa kể ăn quá nhiều mì tôm có thể gây rối loạn chức năng dạ dày, làm xuất hiện các triệu chứng như là đầy hơi, đau dạ dày, khó tiêu. Việc ăn quá nhiều mì tôm, nhất là việc ăn mì thay cho các bữa chính, đồng nghĩa với việc bà con ăn nhiều carbon hydrate và chất béo vào cơ thể. Điều này dẫn đến hàm lượng chất béo, calo tăng cao, từ đó sẽ gây ra bệnh béo phì và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới béo phì như là tim mạch, tiểu đường, cholesterol cao. Và tốt nhất thì bà con không nên ăn mì quá 3 lần một tuần. Thứ ba là ăn mì tôm thay cho bữa sáng và các bữa ăn trong ngày. Rõ ràng không thể phủ nhận rằng mì tôm cho bữa sáng là rất tiện lợi và tiết kiệm được nhiều thời gian. Mặt khác thì do tính chất công việc bận rộn nên không ít bà con lựa chọn ăn mì gói thay cho các bữa chính trong ngày, không chỉ là bữa sáng mà còn là bữa trưa, bữa chiều hay là bữa tối. Tuy nhiên thì việc ăn mì như vậy lại không hề tốt cho sức khỏe, bởi vì chỉ ăn mì không sẽ không đủ năng lượng, khiến cho bà con không thể tập trung và luôn có cảm giác mệt mỏi, dẫn đến hiệu suất công việc không tốt.
Và tốt nhất nếu như phải ăn mì thì bà con hãy ăn thêm cùng các loại thực phẩm khác như là thịt, trứng, rau củ, giá đỗ để bữa ăn sáng được đầy đủ nhất. Không chỉ ăn mì thay cho các bữa ăn trong ngày, ăn mì tôm sống cũng là một cách ăn được nhiều người yêu thích, đặc biệt là đối với những người trẻ bởi vì chúng có độ giòn và vị thơm đặc trưng. Tuy nhiên thì mì tôm thường được sản xuất bằng cách chiên qua dầu nên chúng chứa rất nhiều chất béo khó tiêu hóa. Ăn mì tôm sống sẽ làm bà con cảm thấy đầy bụng, tăng cân mất kiểm soát. Do đó mà tốt nhất thì bà con nên nấu mì rồi mới ăn để đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính mình và cả gia đình. Bên cạnh đó thì rất nhiều bà con có một cái thói quen là thường bị đói vào ban đêm. Do ngại nấu nướng nên thường pha một gói mì tôm để chống đói trước khi mà đi ngủ. Tuy nhiên thì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sau 2 giờ đi vào dạ dày, mì tôm vẫn chưa được tiêu hóa hết. Vì vậy mà việc ăn mì tôm trước khi đi ngủ không quá 2 giờ sẽ khiến bà con bị tích tụ bởi một lượng chất béo trong mì lớn. Từ đó chuyển hóa thành những chất béo no và làm bà con tăng cân một cách nhanh chóng. Những chất béo này thì không tốt cho sức khỏe của bà con, nhất là hệ tim mạch. Và tốt nhất nếu thường xuyên bị đói vào ban đêm thì bà con nên trữ sẵn các loại thực phẩm rất an toàn và nhanh tiêu hóa như là sữa, chuối, trứng, hạnh nhân hay là rau củ quả để không sử dụng mì gói và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Như đã chia sẻ thì mì gói là một món ăn rất tiện lợi và nhanh gọn. Chính vì thế mà tác phong nấu mì cũng rất nhanh chóng. Chúng ta thường cho mì vào nước sôi, cho đầy đủ gia vị vào nồi, đun thêm khoảng 3 phút là đem ra ăn. Hoặc khi bận hơn thì chúng ta chỉ cho mì vào bát hoặc là để mì trong cốc mì sẵn rồi cho đầy đủ gia vị, đổ nước sôi, đậy nắp chờ trong khoảng 3 đến 5 phút là có thể ăn. Đây là một cách làm không đúng bởi vì là nó rất gây hại cho sức khỏe của bà con. Bà con có biết là sợi mì ăn liền phải mất đến 4 hoặc là 5 ngày mới có thể tiêu hóa hết được vì nó được phủ bởi một lớp sáp. Hơn nữa thì bột ngọt trong gia vị mì sẽ bị biến dạng thành các chất độc khi bị đun sôi. Cách chế biến mì tôm khoa học và đúng nhất là bà con phải thực hiện qua 3 bước như sau. Bước đầu tiên, bà con đun sôi nước cùng mì tôm. Bước này là bước bà con trần qua mì tôm để lọc bỏ chất xám cũng như là lớp dầu chiên mì. Bà con trần khoảng 2 đến 3 phút và đợi khi sợi mì rời nhau và chín đều thì hãy đổ bỏ nước sôi và chút mì ra bát. Bước 2 thì bà con tiếp tục đun sôi một nồi nước mới rồi đổ phần mì vừa gắp ra bát vào lại nồi nước. Nhanh tay tắt bếp để mì không bị nát. Sau đó thì bà con cho gói gia vị mì vào. Còn nếu muốn ăn mì khô thì bà con có thể loại bỏ nước mì đi và trộn mì cùng với các gói gia vị như bình thường. Ngoài ra thì bà con cũng có thể thêm các loại thịt, cá, rau xanh đã qua chế biến vào bát mì nếu như bà con thích. Bên cạnh đó, để ăn mì tôm không làm ảnh hưởng đến sức khỏe thì bà con cũng nên bổ sung thêm rất nhiều các loại thịt, trứng và rau xanh để làm giảm tối đa lượng chất béo dư thừa. Mỗi một gói mì gói thì bà con nên cho thêm khoảng 150g rau như là rau cải ngọt, rau cải xanh, giá đỗ. Việc thêm rau sẽ cung cấp thêm chất xơ và cân bằng dinh dưỡng, giúp đào thải các chất độc dư thừa khi ăn mì ra khỏi cơ thể. Ngoài ra thì bà con cũng nên bổ sung thêm khoảng 20-30g chất đạm từ thịt bò, thịt lợn, hải sản hay là trứng để bổ sung năng lượng cho hoạt động của cơ thể, cũng như cung cấp thêm các chất dinh dưỡng cần thiết cho các hoạt động thể chất hàng ngày. Khi ăn mì thì bà con nên vứt bỏ gói gia vị chế biến sẵn có trong mì gói bởi vì nó cực kỳ độc hại cho sức khỏe. Nó không chỉ nhiều độc tố, chất béo mà còn cả chất gây ung thư mà bà con tuyệt đối không nên ăn. Và trên đây là các cách chế biến mì ăn liền đúng cách, vừa ngon vừa không gây hại cho cơ thể. Bây giờ thì bà con đã có thể yên tâm ăn mì một cách thường xuyên rồi đấy ạ. An tâm sống khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình.